Xin chào các bạn, mình là Hiệp và mình đến từ phê phim. Nhìn mặt thằng Hiệp bên nhìn mặt thằng Hiệp à nhìn mặt thằng Hiệp cái gì nhìn mặt thằng Hiệp lồi Tạo uy tín. Nhìn mặt thằng Hiệp bên tinh tướng đầu óc cũng khuyết tật như nhau. Là nào? Có thể là có tinh tướng đầu óc khuyết tật. Ok, ở phía phim có một anh Hiệp nữa, không biết bạn ám chỉ Hiệp nào. Nhưng mà thôi, chắc là bạn đang nói mình mặt lồn, nhưng mà có thể là mặt anh Hiệp kia cũng là mặt lồn. Nên là mình sẽ nghĩ thế. Lồng tiếng như bạn này nói cứ trợn mắt lên nhìn camera thế. Cái này là lỗi cho mình. Mình không đổ lỗi cho ai cả, vì mình vẫn chưa học được cách học thuộc kịch bản trước khi lên hình. Thế nên là nếu các bạn nào có cảm thấy khó chịu khi xem video của mình thì mình xin lỗi. Mình sẽ cố gắng cải thiện điều này trong tương lai. Mở video, thấy anh nào đó. Wait a minute, who are you? Mình là Hiệp, nhân vật điện ảnh mỗi thứ hai hàng tuần. Nhớ xem vào buổi tối nhé. Ông Hiệp cứ ngó ngó lên trời không biết làm gì. Cũng giống bạn trước. Thì mình xin lỗi các bạn nếu mình làm cho các bạn cảm thấy khó chịu khi xem video. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai hơn. Nhưng mà mắt mình không bị lé nhá. Mắt mình bình thường nó chỉ một bên bé hơn thôi. Bên này bé hơn, bên này hồi xưa mình bị đấm vào mắt. Mình bị thằng hàng xóm đấm ở bên này. Thế là mắt mình bị nhỏ hơn. Thế là không phải mắt mình bị lé đâu. Ủa sao anh Quân Sato lên ký nhanh vậy? Ủa sao anh Quân Sato lên ký nhanh vậy? Sao lại Quân Sato? Tại sao? Ok, like thế nhưng bạn khinh người xem à? Nhìn đi đéo đâu thế? Mình không khinh người xem của mình. Mình rất cần các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn đã chửi mình như thế này rồi thì chắc là mình khinh bạn đấy. Thằng mắt kính này đang lăng xê thành lồn, chắc nó cũng là người Trung Quốc. Là sao? Thằng mắt kính này đang lăng xê thành long, chắc nó cũng là người Trung Quốc. Mình là một người không hiểu. Mình tự nhận mình là một người không hiểu lắm về chính trị nên là mình không dám động về thông tin đấy. Thế nên là thôi, bỏ đi. Thằng mặt lồn này không biết Thành Long đã làm đất nước Việt Nam ta điêu đứng tới cỡ nào. Thằng mặt lồn này không biết Thành Long đã làm đất nước Việt Nam ta điêu đứng tới cỡ nào mà lại phí nước bọt nói về thằng khốn nạn đó. Tao nghĩ thằng này là thằng tàu cựa nên mày dám nói đến những đề tài này, tao tẩy chay. Ok, mình là người Việt Nam sinh ra ở Yên Bái, mình không phải là người Trung Quốc. Ok. Thích xem kênh này nhưng các video không có ông hói cộng nói cái giọng gọng gọng này, mình cảm thấy thích hơn là video có cái giọng đọc khó chịu này. Ok, không sao. Không còn nữa. Chửi thêm đi cho vui. Bye bye. Mọi người chỉ mình thêm nhé. Cảm ơn các bạn. Mình cảm thấy rất vui các bạn chửi.